Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video dạy chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn của kênh Tiếng Nhật Cô Lam. Như đã giới thiệu trước đó ở video tổng quan về chữ Hán, một bài cuốn Kanji Look and Learn sẽ có 16 chữ Hán chính, kèm theo list các từ vựng chứa chữ Hán đó. Để sau một video có thể thuộc luôn được bài, mình sẽ chia đôi một bài ra thành hai video. Mỗi video dạy sẽ gồm 8 chữ Hán. Tài liệu cho video bao gồm hình động hướng dẫn viết của 8 chữ Hán chính, phân tích bộ thành phần cấu tạo nên chữ Hán chính đó. Mỗi chữ Hán sẽ có một ảnh minh họa để nhớ cách viết chữ. Kèm theo đó là list các từ vựng liên quan hay gặp có chứa chữ Hán đó. Việc bạn cần làm khi học chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn là 8 chữ Hán chính thì bạn học viết, học Hán Việt, hiểu nghĩa, nhớ cách đọc, hiểu bộ thành phần nếu có. Các chữ Hán đi kèm thì không cần viết cũng được, chỉ cần hiểu nghĩa, đọc được là đủ. Bây giờ thì cùng mình đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Kanji bài 23a. Chữ giác Oboiteimasu chính là chữ Hán này. Ở trường đã thấy những gì tôi nhớ như thể đã ghi trong đầu. Bởi chữ giác này chính là gì? Chữ nhớ, Oboiteimasu đó. Rồi, còn là chúng ta có thể nhắc đến phần khác đó là gì? Nhìn thấy, bởi vì chúng ta đang thấy có bộ gì đấy, bộ kiến đúng không ạ? Kiến là nhìn. Nhìn về mái trường ta bất giác nhớ về những kỷ niệm. Tức chúng ta sẽ nhớ chữ giác này có nghĩa là gì? Nhớ này. Thì ở phía trên giống như cái mái trường đó. Còn ở phía dưới chính là gì? Bộ kiến đúng không ạ? Oboeru, kankaku, jikaku suru, mikaku, mezamashi dokei, me ga sameru, oboeru. Kankaku, jikaku suru, mikaku. Mezamashi dokei. Me ga sameru. Oboeru. Kankaku, jikaku suru, mikaku, mezamashi dokei, me ga sameru. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Jikaku suru, kankaku, oboeru. Me ga sameru. Mezamashi dokei. Mikaku. Chữ vong. Vong ở đây có nghĩa là gì? Quên. Và sudaimasu. Cho nên hình tưởng tượng đó là gì đấy ạ? Quên xây bức tường bên phải mất rồi. Còn thực ra xét bộ thành phần thì chuẩn hơn, chúng ta sẽ có bộ thành phần là bộ vong và tâm. Con tim thì chỉ khi chết đi mới quên được mọi thứ. Đó, vong này có nghĩa là quên, thì xuất phát từ chữ vong là chết kia kìa. Với cả gì ạ? Tâm là trái tim ở dưới nữa. Con tim chỉ khi chết đi mới quên được mọi thứ. Wasureru. Wasuremono. Wasureru. Wasuremono. Wasureru. Wasuremono. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Wasuremono. Wasureru. Chữ quyết trong quyết định. Tôi đã quyết định sẽ tiết kiệm nước. Tại sao nhắc đến nước? Bởi chúng ta thấy có bộ thủy đúng không ạ? Bộ thủy bên tay trái này, bên phải thì nó chính là bộ quái các bạn nha. Quái có một câu mẹo là thủy quái đã quyết định rút lui. Để nhớ là gì? Thủy cộng quái tạo ra chữ quyết trong quyết định. Kimeru. Kimaru. 決して決定決心解決決める決まる決して決定決心解決決める決まる決して決定決心解決 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Keshite Kimaru Kimeru解決決心決定。Học xong chữ quyết chúng ta sang chữ định. Anh ấy đã quyết định ngày chuyển nhà. Chúng ta có thấy nhắc đến nhà bởi vì là bộ thành phần chúng ta, cái bộ trên đầu chính là miên, là mái nhà nha. Còn ở phía dưới chúng ta sẽ có là chữ sơ hoặc là thất, nhưng mà cũng hơi khó vì ít gặp. Thì có bạn có mẹo khác, đó là một người đang thiền định ở chính giữa nhà. Tại sao nhắc đến người? Bởi vì cái phía dưới gần giống chữ nhân nhưng kéo dài ra là một này. Còn cái việc mà ở phía trên nó có nét gần giống như nét của chữ chính ý. Còn đâu ở giữa nhà thì chính là ám chỉ cái mái nhà thôi. Nói chung là bạn viết nhiều cũng sẽ quen. Nếu cảm thấy phần nhớ theo mẹo hơi khó thì cứ tập viết nhiều là được. Dự định, định kỳ ngày, quyết định, dự định. Định kỳ ngày. Quyết định. Dự định. Định kỳ ngày. Quyết định. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Định kỳ ngày. Quyết định. Dự định. Chữ tỷ hay chữ bì ở đây hiểu là gì? So sánh. Nên thì minh họa là gì? Đó có lẽ cũng là chữ katakana hi nhỉ? Thử so sánh chúng với nhau xem nào. Còn bộ thành phần thì ở đây là bộ chủy nha. Mẹo khác, so bì hai cái chủy. Kuraberu, hikakuteki. 比べる 比較的 比べる 比較的 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Chữ thụ, thụ có nghĩa là nhận. Hình minh họa, tay trao tay nhận lấy đồ này. Không dễ nhớ lắm. Chúng ta có bộ thành phần ý, thì bạn sẽ thấy từ trên xuống dưới nha. Sẽ là bộ chảo, hình móng tay đấy ạ. Rồi đến mịch. Ở đây mịch không phải là sợi chỉ đâu nha. Bộ mịch giống như cái mái nhà nhưng bằng một nét thôi. Và hiệu. Nên có một câu mẹo khác để nhớ bộ thành phần, đó là lại nhận được cái khăn thêu hình móng tay. Ukeru, uketsuke, juken, uketoru, ukaru, ukemi, ukeru, uketsuke, 受験 受け取る 受かる 受け身 受ける 受付 受験 受け取る 受かる 受け身 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Juken 受付 受け身 受かる 受ける 受け取る Chữ thụ Hình minh họa, việc được chỉ bảo cũng giống như việc nhận một cái gì đó hơi khó hiểu đúng không ạ? Chúng ta có bộ thành phần thì gồm có bộ thủ bên tay trái và thụ bên tay phải. Dùng tay truyền thụ những gì đã nhận được. Đó là câu nhớ mẹo trong bộ thành phần. Tay thì nhắc đến gì ạ? Thủ này. Còn chữ thụ ghép vào thủ với thụ tạo thành gì? À, một cái thụ khác. Juyo Kyoju 授業料 授業 教授 授業料 授業 教授 授業料 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. 教授 授業料 授業 Chữ đồ. Đồ trong môn đồ đó. Nên mình họa là gì ạ? Môn đồ của tôi đang chạy trên đường. Không dễ nhớ cho lắm. Thì chúng ta có một thành phần là bộ... bên trái là xích nha. Xích là con đường đấy ạ. Còn bên phải là gì? Chữ tẩu là chạy. Các tín đồ tẩu thoát khỏi xiềng xích là một câu nhớ mẹo nhớ chữ đồ này. Sê tổ 徒歩でキリスト教徒生徒徒歩でキリスト教徒生徒徒歩でキリスト教徒 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào.徒歩で生徒キリスト教徒。Bây giờ hãy cùng mình kiểm tra toàn bộ chữ Hán đã học ngày hôm nay nhé. Trong vòng 5 giây, bạn hãy cố gắng đọc chữ Hán hiển thị trên màn hình và nhẩm được nghĩa của nó trước khi phần đáp án hiện ra nha. Dewa testo shimashou. Cùng kiểm tra nào. Uketoru. Oboeru. Keshin. 解決目覚まし時計感覚味覚生徒教授受ける予定自覚する比べる受け身決定定休日 受かる 授業料 キリスト教徒 受付 徒歩で 目が覚める 決める 受験 忘れ物 比較的 決して 決まる 忘れる 決定 授業 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần giải đáp, xin vui lòng comment ở dưới video hoặc truy cập fanpage để được hỗ trợ kịp thời. Chúc các bạn học hiệu quả cùng kênh Tiếng Nhật Cô Lam. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.